Thưa quý khán giả, bao tay, bao chân, mũ đội đầu là ba thứ luôn được cho vào danh sách những đồ cần phải mua cho trẻ sơ sinh. Và chắc chắn không có cha mẹ nào chưa từng cho con dùng ba thứ này. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận chú ý thì những chi tiết nhỏ, việc làm này lại lợi bất cập hại. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin được đề cập vấn đề này. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Đủ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc bắt mắt. Ở Việt Nam, phần đông các bậc phụ huynh đều sử dụng những chiếc bao tay bao chân như thế này cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hình ảnh một em bé sơ sinh được quấn chặt, đeo bao tay bao chân đã quá quen thuộc từ bao lâu nay. Với tâm lý trẻ mới chào đời, cơ thể rất yếu, lạnh, da cần phải được giữ nhiệt, đặc biệt lòng bàn tay bàn chân. Thế nên, không chỉ để giữ ấm vào mùa đông mà ngay cả mùa hè nóng nực, một số phụ huynh vẫn sử dụng cho trẻ. Việc làm này hầu như do quan niệm từ xưa truyền lại. Trên thực tế, không có quy định cụ thể nào về việc nên cho trẻ sơ sinh dùng bao tay bao chân và thời điểm nào thì sẽ bỏ. Song, chính thói quen này lại có thể là nguyên nhân khiến trẻ bị sưng tay, hoại tử và tháo khớp. Thưa quý khán giả, hình ảnh một bé sơ sinh được quấn chặt để giữ không bị giật mình. Tay thì đeo bao tay, chân thì đeo bao chân và đầu thì nhất định đội mũ đã quá quen thuộc đến mức mà chúng ta không hề nhận thấy bất cứ một điều gì bất thường. Chỉ đến khi có tai nạn xảy ra thì chúng ta mới giật mình ngẫm lại. Thực tế cho thấy, đã có không ít trẻ phải nhập viện vì đeo bao tay bao chân lâu ngày. Như trường hợp của bé TNI vào cuối năm 2016, được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng quấy khóc. Riêng ngón trỏ và giữa của bàn tay trái bị thâm tím, sưng tấy, bắt đầu hoại tử do thiếu máu nuôi lâu ngày. Còn đây là trường hợp của một bé gái 3 tháng tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội. Bố mẹ bé cho biết, do con bị sốt cao nên gia đình kiêng tắm rửa cho con. Nhưng khi có một người bà con đến thăm cháu, tháo bao tay của cháu ra, thì gia đình hốt hoảng khi thấy xung quanh ngón tay của bé bị chỉ quấn chặt, đầu ngón tay đang bắt đầu chảy máu, tím bầm. Nhờ được xử lý kịp thời nên sức khỏe của bé đã ổn định trở lại. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, người ta đã ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị tắc nghẽn mạch máu hay thậm chí là hoại tử do tóc hoặc sợi dải từ quần áo, chăn gối quấn quanh ngón tay ngón chân. Y học gọi là hội chứng E-Tourniquet. Dù rất hiếm gặp, nhưng hiện tượng này cũng có thể xảy ra với người lớn và đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh từ 4 ngày tuổi tới 19 tháng tuổi. Ngoài ra, rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trẻ sơ sinh càng sớm được giải phóng khỏi bao tay sẽ càng có khả năng nắm giữ, cuốn đồ vật xung quanh và phản xạ tay tốt hơn những bé đeo bao tay nhiều tháng. Vì vậy, việc đeo bao tay chính là cách chúng ta trói buộc bàn tay trẻ, hạn chế để trẻ khám phá, học hỏi, phát triển và thậm chí còn có thể khiến trẻ bị hóc nếu lỡ bao tay bị tuột ra trong lúc trẻ cho tay vào miệng. Theo các chuyên gia, hiện tượng lạnh tay, lạnh chân là những đặc điểm sinh lý rất bình thường của bé. Sau một vài tháng, khi hệ tuần hoàn của bé phát triển hoàn thiện thì hiện tượng này sẽ biến mất. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này. Để giảm những nguy cơ tiềm ẩn về bao tay cho trẻ sơ sinh thì chúng tôi xin được gửi đến quý khán giả những lưu ý ngay sau đây. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lựa chọn các loại bao tay bao chân có đường may lộn ra ngoài hoặc không có đường may. Cắt bỏ hết các chỉ thừa sót lại trong bao tay và tốt nhất là đeo bao tay đã được lộn trái cho trẻ. Cắt móng tay móng chân cho bé thường xuyên để tránh móng tay trẻ cọ vào trong bao tay gây rút chỉ. Kiểm tra tay chân bé thường xuyên để đảm bảo không có sợi tóc hay sợi dải nào dính vào ngón tay, ngón chân bé.